Sau đây sẽ là những bước cực kỳ quan trọng khi các bạn đi mua iPhone cũ. Nhớ luôn ngay video này về để áp dụng liền nha. Đầu tiên là các bạn vào cài đặt nè, chọn vào cài đặt chung, chọn giới thiệu. Rồi, giờ các bạn hãy xem chữ cái ở cái số máy đầu tiên này là chữ gì. Nếu hiện là chữ M thì sẽ là máy mới, N sẽ là máy đổi trả bảo hành, 3 là hàng được trưng bày, và F nè. Nếu gặp F thì các bạn cân nhắc đừng mua nha, vì F là máy đã được sửa chữa gì đó hoặc là đã được tân trang lại. Nếu các bạn mua máy này thì rủi ro hư hỏng lại rất cao. Rồi, thứ hai nè, các bạn nhìn qua cái phần đuôi máy này nè, xem nó là của mã nào. VN-A sẽ là của Việt Nam. Nói chung thì nó hơi là nhiều mã cho nên là mình sẽ ghi ở đây cho mọi người có thể nhìn rõ hơn ha. Nhìn theo cái đó thì các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cái mã máy nào mà mình muốn mua ha. Sau đó thì các bạn lướt xuống phía dưới này và các bạn kiểm tra xem cái phần khóa mạng này nè. Nếu hiện chữ không giới hạn SIM á thì máy này là máy quốc tế, còn nếu hiện SIM bị khóa như thế này thì máy này á là máy lóc nha. Mà máy lóc á thì các bạn tuyệt đối đừng mua nhé. Và cuối cùng là các bạn vuốt xuống hết và kiểm tra xem có phần lịch sử linh kiện và dịch vụ nào hiện ra không. Nếu có hiện cái phần đó thì các bạn kiểm tra là cái dòng màn hình hay là pin gì đó. Nếu là báo là linh kiện chính hãng á thì máy này các bạn vẫn có thể mua được, vì nó đã được thay bằng linh kiện chính hãng từ nhà Apple. Còn nếu hiện dòng linh kiện không xác định á thì đừng mua nha, vì máy đó đích thị đã bị thay bằng những linh kiện lô ở ngoài, tỷ lệ lỗi sẽ cao đó. Nói chung á thì kiểm tra máy là một phần, còn một phần nữa là các bạn phải lựa chọn những cửa hàng thật uy tín để mua nữa mới được nha. Và đừng quên là muốn tìm táo xịn đã có họ Táo Lo. Inbox ngay nào.